Xin mình chào tất cả các anh em các cô chú các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio làm một cái clip để giới thiệu về một đôi loa full 40 có cấu hình là 715 JBL, dựng bát JBL từ 109 con 76, dựng tép leo 750 BNC. Cái cấu hình này Tùng Nguyễn sẽ gửi một nhà xe ở trên bến xe Giáp Bát và giao hàng thanh toán tiền tại nhà xe luôn, vì bác khách này cũng nhờ một người em làm lơ xe ở trên Giáp Bát nhận hàng hộ đấy. Và một con vang KX 8, một con vang của nhà máy BS. Con vang này là đời cao cấp của công ty, thì nó có cổng quang chống hú USB Bluetooth và có thêm cả tính năng là revert. Và con vang KX 8 này nó có chức năng là lai số. Với cái dòng này là dòng này là dòng vang cơ mà có lai cả số KX8, hàng của BS Audio. Tất cả các cái này đây là một khối màn hình của nó. Khi mình chỉnh cơ ở đây thì số và hiển thị echo gì với tất cả tính năng nó sẽ hiện ở trong đây. Đây là cái ni lông các bác nhé, đây là cái ni lông mình về có thể bóc ra, còn hàng của em là hàng mới. Công tắc nguồn ở mặt trước này, nó sẽ có đủ các cổng ăn chơi và delay, rapid, revert và revert volume, exciter, bass, mic check, đấy, feedback này. Đây là cổng mic của nó các bác nhé, cổng mic này. Còn đây là đường music này. Còn đây là ba echo tổng. Còn đây là các cái chuyển chế độ và lách ra lách vào. Echo tổng này, mic này, music này. Con vang này được thiết kế cực kỳ đẹp. Khi mình cắm điện vào thì cái hình nền số ở đây nó hiện lên rất là đẹp. Còn cái nút đỏ đỏ này là nút để bắt điều khiển này. Con này nó có điều khiển và một cái dây nguồn. Khi các bác chơi với đẩy thì em tặng ca lông chống sôi chống nhiễu cho tất cả các bác khách hàng. Được dập chìm trên thân máy là BS các bác nhé. Một con vang BS Audio có mã KX8 này. Với phiên bản này được tặng dây rắc và bao ship toàn quốc và bảo hành 1 năm, nhận hàng kiểm tra thanh toán và sản phẩm được lỗi đổi mới khi có tính năng của nó bị lỗi bị Bluetooth hoặc là hát hoặc không được, nó bị dè loa hoặc là gì đấy, nói chung là bị lỗi thì em sẽ đổi mới trong vòng 1 tháng các bác nhé. Tặng ca lông với giá 2,3 triệu con vang này, được bao ship và nhận hàng kiểm tra thanh toán các bác nhé, các bác không cần cọc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Và đối với voi loa 715 thì lưới các bằng sắt và được dán chống bụi ở bên trong vỏ thùng JBL 715 JBL. Và sau đây thì em giới thiệu cho tất cả các bác là cái bát tép của nó, hàng chất lượng cao đấy. Được sử dụng tép neo này thì tiếng của nó rất sáng. Hai tay sách ở hai bên sườn thùng, vì loa full 40 thì nó phải có tay sách thì nó mới bê được. Ống thông hơi ở dưới đáy. Loa này là loa sân khấu các bác nhé. Nếu ta làm dùng loa sự kiện thì tiếng cao của này rất là sáng. Còn loa này là sử dụng loa gia đình thì vừa bát vừa lời. Đối với dòng loa 715 này thì loa sân khấu, ví dụ như nhà văn hóa vào đánh sự kiện thì lấy lời cực kỳ tốt. Đây là củ kèn neo 750 BNC, côn 75 dây dẹt, cốc nhôm. Loại này củ kèn neo bi và bi của nó được đan khít với nhau, bi phấn hồng. Phơ của nó là cao 23 và dài 34. Đấy, phiêu đại này lắp vào loa 715 rất là thoáng loa, tiếng tép tỏa hay. Bát JBL bát xịn nhá, từ 109 con 76, xương của nó là 8 xương. Với cấu hình này thì các bác bích thép màu trắng và màng của nó sần và bích tê lỗ của nó cực kỳ dày. Các bác nhìn này, nhìn cái củ loa này, mà loa của Tùng Nguyễn là loa mới nhá, do nhà máy Trung Quốc sản xuất. Mà các bác nhìn bích tê lỗ của nó này, nhìn nó rất là giống các cái dòng chất của hàng bãi luôn, khẳng định luôn. Nói chung là bát rời nó là hàng đắt thì tất nhiên là phải đẹp rồi. Từ 109 con 76, các bác đặt loa của Tùng Nguyễn Audio thì cực kỳ yên tâm. Thứ nhất về hình thức loa, và thứ hai là hàng của Tùng Nguyễn hàng kỹ, nên Tùng Nguyễn làm nó yên tâm về chất lượng, nó hay. Gân vải tẩm dầu 3 gân, gân màu xanh rêu và màng của nó màu đen, rất là cứng cáp và khỏe mạnh đấy, chống oánh rất tốt luôn. Với dòng JBL này
Nói chung là con này nó thuộc là độ bền, đánh sự kiện nhá. Nhiều bác khách dùng con bát này của em đều khen luôn. Vỏ thùng gỗ vàng ép, dày đủ phân 8, dựng mẫu phân tần BL3, chạy 2 chỉnh hưu màu tím, mạch màu đỏ. Ở trong thì có bắn mút trứng để tiêu âm. Với cái đôi loa mà cao cấp như thế này thì em đang Tùng Nguyễn Audio đang cung cấp là 8 triệu mốt rồi này. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào với các bác trong clip mới nhất. Các bác có nhu cầu mua vàng, mua loa, mua tép, mua bát, mua vỏ thùng, mua phân tần, bất kể một đôi loa này Tùng Nguyễn sẽ bán lẻ cho tất cả các bác từng linh kiện. Các bác có nhu cầu quan tâm hãy liên hệ trực tiếp với em Tùng Nguyễn Audio. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào các bác xem video của Tùng Nguyễn Audio. Nếu cảm thấy loa của Tùng Nguyễn đẹp hãy cho Tùng Nguyễn một like. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào hẹn các bác trong clip mới nhất nha.